Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2021, cụ thể như sau. Số ca mắc trong cộng đồng, số ca mắc mới trong ngày 12 trường hợp, bao gồm huyện Mỹ Xuyên 6, huyện Kế Sách 3, huyện thanh Trị 1, thị xã Ngã Năm 1, huyện Trần Đề 1, trong đó 6 trường hợp là F1, một trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đều đã được quản lý trước đó, 5 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 924 trường hợp, trong đó thị xã Vĩnh Châu 272, huyện Mỹ Xuyên 245, huyện Thạnh Trị 84, thị xã Nga Năm 70, huyện Kế Sách 56, huyện Long Phú 52, huyện Mỹ Tú 49, huyện Trần Đề 30, huyện Châu Thành 28, huyện Cù Lao Dung 26, thành phố Sóc Trăng 12 số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện trong ngày 41, số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện cộng dồn đến thời điểm hiện tại 424, số ca tử vong trong ngày là 1, cộng dồn 20, số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế 480, tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19. Tổng số mũi tiêm đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại là 156.407, trong đó mũi 1 129.773, mũi 2 26.634.